Chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin cho báo chí chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và chương trình tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phái đoàn cấp cao chính phủ thời gian tới. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cung cấp thêm một số thông tin về sự xuất hiện của nhiều máy bay quân sự trên bầu trời Hà Nội và quan điểm của Việt Nam về tình hình nội chiến tại Myanmar. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trong các ngày từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao chính phủ Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN lần thứ 40-41. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Vương quốc Campuchia cũng như tham dự trực tiếp hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Liên quan tới quan điểm của Việt Nam về tình hình tại Myanmar, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn mong muốn Myanmar sớm ổn định tình hình đất nước để tiếp tục đóng góp ổn định cho sự phát triển chung của ASEAN. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực của ASEAN hỗ trợ Myanmar sớm vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay, nhất là thông qua thực hiện hiệu quả đồng thuận 5 điểm với ưu tiên chấm dứt bạo lực, thúc đẩy đối thoại và hòa giải giữa các bên liên quan vì lợi ích của người dân Myanmar, vì đoàn kết toàn vẹn ASEAN và vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực. Trả lời các câu hỏi về sự kiện đấu giá ấn tín của Vua Bảo Đại tại Pháp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã lập phái đoàn phối hợp với các cơ quan liên quan để thỏa thuận mua lại cổ vật đưa về Việt Nam. Hiện hãng đấu giá Million đã cho thông báo hoãn phiên đấu giá. Trước thông tin về sự xuất hiện của nhiều máy bay quân sự trên bầu trời Hà Nội những ngày gần đây, bà Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định đây là hoạt động tập luyện bình thường của Không quân Nhân dân Việt Nam nhằm chuẩn bị cho một sự kiện triển lãm quốc phòng sắp tới do Việt Nam đăng cai. Riêng thông tin bảo hộ người Việt Nam sau thảm kịch Halloween tại Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết cơ quan ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ gia đình nạn nhân nhận thi thể, mai táng và đưa về nước ngày 2 tháng 11. Thưa quý vị, 1.570.000 tỷ đồng tổng doanh thu, gần 129.000 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho gần 600.000 lao động. Đây là những con số kinh doanh ấn tượng năm 2021 của 172 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm nay. Việc xây dựng và nâng tầm những thương hiệu quốc gia như thế này có ý nghĩa chiến lược, vừa là trách nhiệm của doanh nghiệp, vừa là tầm nhìn quốc gia. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 diễn ra tối qua tại thủ đô Hà Nội. Trong tổng số 325 sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm nay, tập đoàn BRG có 4 thương hiệu gồm đầu tư và quản lý sân golf, đầu tư và quản lý khách sạn, tổng công ty thương mại Hà Nội Hapro và công ty cổ phần gốm Chu Đậu. Việc 2 năm liên tiếp đoạt thương hiệu quốc gia năm 2020 và năm 2022 là một dấu mốc ấn tượng, ghi nhận những nỗ lực và cống hiến không ngừng của một doanh nghiệp kiểu mẫu khi đảm bảo cuộc sống cho gần 22.000 cán bộ nhân viên, đồng thời luôn nộp ngân sách đầy đủ và đúng hạn. Đây là một niềm tự hào của doanh nhân Việt Nam và doanh nhân Việt Nam luôn luôn phải có trách nhiệm để giữ vững được cái tiêu chuẩn và chất lượng để đạt được chuẩn quốc gia để xứng đáng hội nhập quốc tế, hãnh diện với bạn bè Nam Châu cùng với đất nước để phát triển kinh tế xã hội. Cũng tại buổi lễ, tập đoàn TH có 5 nhóm sản phẩm được vinh danh gồm sữa tươi tiệt trùng TH True Milk, kem TH True Ice Cream, sữa hạt TH True Nut, nước tinh khiết TH True Water và nước uống sữa trái cây TH True Juice. Trong đó, lần đầu tiên trong danh sách các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia của TH, ngoài các sản phẩm từ sữa tươi sạch vốn đã đạt thương hiệu quốc gia nhiều năm liền, các sản phẩm sữa hạt và đồ uống tốt cho sức khỏe, nước tinh khiết và nước uống sữa trái cây cũng đã được vinh danh. Đây là sự công nhận và khẳng định chất lượng, uy tín cũng như nỗ lực sáng tạo và tiên phong của TH trong hành trình phát triển các sản phẩm có giá trị cốt lõi vì sức khỏe cộng đồng hoàn toàn từ thiên nhiên. Thương hiệu quốc gia ta là cái mong muốn đầu tiên, cái giá trị cốt lõi của nó là tinh thần dân tộc, là khát khao cống hiến và thể hiện cái đặc cấp, tức là cái sự cam kết của doanh nghiệp ở đấy. Mình phải làm thế nào để người ta tin thương hiệu quốc gia, nó là sự minh bạch, nó sự rõ ràng, cái gửi gắm cái niềm tin của người tiêu dùng hay của người sử dụng cái sản phẩm của mình đã đặt niềm tin thực sự vào đấy khi đạt được thương hiệu quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ công bố, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng sự nỗ lực và những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là sự đóng góp của những doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam được vinh danh lần này. Xây dựng thương hiệu quốc gia là một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
vừa có tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược, có phạm vi rộng, nhiều việc phải làm với tác động ảnh hưởng lớn và đòi hỏi sự vào cuộc, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, nhân dân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đây là nguồn lực của từng doanh nghiệp nhưng cũng là quốc gia, nên việc xây dựng và giữ gìn thương hiệu quốc gia có tầm quan trọng chiến lược đối với doanh nghiệp và đất nước của chúng ta. Thủ tướng cũng nhắn nhủ, tạo ra được thương hiệu rất khó, duy trì được thương hiệu khó gấp trăm nghìn lần. Do vậy, các doanh nghiệp cần xây dựng được niềm tin của xã hội, của nhân dân, của cộng đồng quốc tế với thương hiệu Việt. Niềm tin đó được hội tụ bởi nhiều yếu tố như chất lượng, giá trị sản phẩm, đạo đức kinh doanh chuẩn mực, hình ảnh người đứng đầu doanh nghiệp tốt, sự đóng góp, tính nhân văn của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, với đất nước và với các đối tác, bạn bè quốc tế. Trong bài phát biểu tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia, tham gia tích cực hơn nữa trong xây dựng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam. Và trong số các doanh nghiệp đang hiện thực hóa điều này, phải kể đến sự khẳng định thương hiệu của sản phẩm sữa Việt tại thị trường nước ngoài, đó là tập đoàn TH. Hiện đơn vị này đã đưa thương hiệu Việt chinh phục thị trường quốc tế, nổi bật là dự án tổ hợp chế biến sữa và chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại Nga với tổng vốn lên tới 2,7 tỷ đô la Mỹ. Để có một vụ mùa bội thu, các công tác gieo cây trồng để làm thức ăn chăn nuôi được trang trại tại tỉnh Moscow, nước Nga đều làm đúng quy trình. Bên cạnh đó, việc chăm sóc đàn bò và vắt sữa tại đây đều theo quy trình chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ cao, vì vậy đem lại sữa nguyên liệu chất lượng cao và đồng nhất. Bây giờ chúng tôi đang bán sữa tươi khoảng 40 tấn một ngày. Đây là khối lượng lớn. Chúng tôi sẽ xây nhà máy của riêng mình. Khi xây dựng được nhà máy, chúng tôi sẽ bán sản phẩm dưới thương hiệu của mình. Hiện tại, các tập đoàn lớn sản xuất sữa tại nước ngoài cũng như nước Nga đang thu mua sữa thô nguyên liệu của TH với mong muốn đưa sản phẩm TH, đưa thương hiệu Việt ra thị trường Nga. Tập đoàn TH đang triển khai dự án tại tỉnh Moscow và tỉnh Kaluga. Khi cả hai dự án hoàn thành, sản phẩm sữa cung cấp cho thị trường được kỳ vọng sẽ lớn hơn hiện nay. TH đã xây dựng một thương hiệu tốt và uy tín trong thị trường nội địa, phát triển bền vững ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng sản xuất kinh doanh để có thể có được những sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, đáp ứng được nhu cầu khắt khe từ các thị trường quốc tế. Chúng tôi mong muốn rằng sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia sẽ là một điểm cộng, là một sự đánh giá khách quan từ chính phủ và chúng tôi sẽ có những cái bước tiếp theo và phát triển trong xúc tiến thương mại trong những năm tới. Khu tập kết máy móc nhập khẩu, những cánh đồng lúa mì rộng lớn, trang trại bò sữa đến khu vực nuôi bê con, tất cả đều được thực hiện theo quy trình khép kín và hiện đại. Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho rằng đây là minh chứng sinh động về hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Tôi tin tưởng đây là một dự án đầu tư là hết sức hiệu quả và mang tính biểu tượng trong hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, trong tình hiện nay. Có thể khẳng định là hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga không ngừng củng cố phát triển. Chúng tôi hy vọng là sang năm sau, giữa năm sau, thì giai đoạn đầu tư thứ hai, thứ ba của khu trang trại bò sữa ở tỉnh Moscow sẽ hoàn thành, cùng với cả việc mà cái khu trang trại và nhà máy ở tỉnh Kaluga hoàn thành, thì đây có thể nói là dự án đầu tư lớn nhất về nông nghiệp của Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cũng như ở Liên bang Nga nói riêng. Với mục tiêu mang ly sữa Việt ra thế giới, TH đã đầu tư ra nước ngoài từ năm 2015, bắt đầu từ nước Nga. Với dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Nga có tổng nguồn vốn đầu tư lên tới 2,7 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là dự án lớn nhất của Việt Nam đầu tư sang Nga tính đến thời điểm này.